lời chia sẻ của cô giáo hiệu trưởng nhà trường. Và trước hết thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy cô. À, vâng, xin được kính mời thầy cô cũng như cán bộ công nhân viên nhà trường. Và sau đó, sau phần của thầy cô thì đến các em học sinh. Và trong phần các em học sinh, chúng tôi xin được kính nhờ cô giáo tổng phụ trách đội nhà trường xin nhờ cô giúp ban tổ chức hướng dẫn cho các em học sinh của từng lớp. À, nếu như các bạn dành những món quà cá nhân thì cô cho các em di chuyển theo lớp. Nếu như là đại diện lớp thì cô mời các bạn lớp trưởng sẽ lên tham gia chia sẻ. Nhưng manh đời khổ đau, trường thân yêu. Và đây chúng ta đang chứng kiến về sân khấu những món quà để đến với tình cảm của thầy cô cũng như các em học sinh của mỗi lớp và được gửi gắm qua tình cảm của thầy cô chủ nhiệm lớp, vâng, để đem đến cho trung tâm nhân đạo tạo việc làm cho người khuyết tật Việt Nam sự chia sẻ thực tế nhất. Vâng, món quà càng trở nên ý nghĩa hơn trước thềm năm mới, mang lại một mùa xuân yêu thương, một mùa xuân ấm áp hạnh phúc cho những mảnh đời kém may mắn. Vâng, để những thành viên, những học viên của chúng tôi đại diện cho gần 200 học viên theo học tại mái ấm tình thương cảm nhận rõ được tình cảm và sự chia sẻ của xã hội cộng đồng dành cho các em. Vâng, để chúng tôi xin một lần nữa được chân thành đón nhận tình cảm của thầy cô và các bạn học sinh. Và cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời thầy cô. Vâng, xin được kính mời thầy cô cùng bước về phía trước sân diện của chúng tôi. Ghi lại một hình ảnh lưu niệm trên sân trường trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, những ấn tượng đẹp, những hình ảnh đẹp, những việc làm đẹp, vâng, tất cả những điều đó được thể hiện trong 45 phút sáng ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin phép được ghi lại những hình ảnh ấn tượng thân thương đó để có những dữ liệu, tư liệu sinh động nhất báo cáo với các cơ quan đơn vị chức năng về chương trình giao lưu của mái ấm tình thương tại quận 7 nói chung và với trường tiểu học Lê Văn Tám của chúng ta nói riêng. Các bạn học sinh thân yêu, và trong lúc những tình cảm, những món quà, những sự chia sẻ và sự hiện diện của thầy cô trên sân khấu thì mời